Thưa quý vị, lá cờ Tổ quốc biểu tượng thiêng liêng của người Việt Nam. Và những ngày trọng đại của đất nước, lá cờ đều được các gia đình treo trang trọng trước cửa nhà. Và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Những lá cờ tượng trưng cho nền độc lập của dân tộc chính là sản phẩm được người dân thêu tay từ làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Và đây chính là ngôi làng được mệnh danh nổi tiếng với nghề thêu và dệt hàng triệu lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Để có thể làm ra được những lá cờ như thế này, người thợ phải tỉ mỉ và trau chuốt tới từng đường kim mũi chỉ. Theo đuổi từ thập niên 70 đến nay, cũng khoảng 40 năm trong nghề, bà Vương Thị Nhung ngày ngày vẫn cặm cụi bên những tấm vải vóc, kim chỉ, vất vả chịu khó để tạo ra được những sản phẩm chất lượng nhất. Vào những ngày đặc biệt như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lòng nhiệt huyết dành cho nghề lại càng mãnh liệt hơn, khi những lá cờ bà thêu sẽ được treo ở mọi miền Tổ quốc. Muốn được thêu thành phẩm ra một cái lá cờ đẹp thì phải đòi hỏi những cái chỉ này, sợi tơ này nó phải bóng đẹp này. Chứ không những cái sợi mà nó nhuộm mà nó vàng mà nó không được tươi thì nên lá cờ nó không lộn. Nghề thêu cờ tuy vất vả, nhưng với mỗi người thợ, chỉ cần hoàn thành sản phẩm, tất cả mệt mỏi đều tan biến. Đọng lại trong họ là niềm tự hào dân tộc, là khát vọng hòa bình. Với mỗi người thợ như bà Nhung, bà Lành, còn tâm huyết, còn đam mê là còn làm nghề. Tôi cứ yêu nghề thì gắn bó với nghề từ bao năm nay, thì chẳng muốn làm cái nghề gì. Nói chung là công xá là không cao, nhưng mà mình gắn bó với nghề, yêu nghề thì mình cứ theo đuổi. Tôi cũng muốn gửi gắm cho các cháu, muốn truyền đạt cho các cháu cái nghề này để ngày sau còn kế tiếp công việc của chúng tôi. Chúng tôi già thì là bây giờ muốn truyền lại cho các thế hệ sau. Muốn cho các cháu làm những cái lá cờ này để sau này còn theo cái nghề truyền thống của ở thôn mình. Được biết đến là làng nghề truyền thống nhưng hiện nay không còn nhiều người theo cách may tay. Ông Nguyễn Văn Phục, chủ một cơ sở may ở làng Từ Vân, đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề. Do đơn hàng nhiều mà lại tốn thời gian thêu tay, ông quyết định dùng máy móc sản xuất tự động. Mỗi một làng nghề có một đặc thù khác nhau. Chúng tôi là một làng nghề truyền thống, cũng chuyên về may cờ Tổ quốc. Nên chúng tôi sống về cái nghề và chúng tôi có tay nghề, chúng tôi trực tiếp làm ra các sản phẩm để giữ lại cái nghề cho mạng. Tiếng máy khâu rồn rập, tiếng cắt vải xoèn xoẹt đã trở thành âm điệu quen thuộc, nhất là trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc như ngày 30 tháng 4. Với nhiều người trẻ như Đặng Văn Khôi, công việc may cờ này như một cách để thỏa tâm huyết và niềm đam mê của tuổi trẻ. Dù chưa thành thục về kỹ năng, độ tinh xảo, nhưng anh và các bạn đều cố gắng tỉ mỉ để làm ra được những sản phẩm tốt nhất. Phần lớn sẽ là từ lòng yêu nước và nó giúp mình nâng niu được những thứ giá trị cơ bản của dân tộc, ví dụ như là lá cờ, mình sẽ cảm thấy là nâng niu hơn. Mình còn kiểu đang còn trẻ, đang muốn trải nghiệm nên là mình vào đây làm. Cơ bản mình nghĩ là công việc nào cũng được mà. Còn trẻ mình kiếm được tiền là được. Mà đuổi thì là mệt đấy. Còn thực ra cũng rất là vui bởi vì là mình có thể cổ vũ cùng mọi người cùng với tinh thần như thế. Ví dụ những ngày đá bóng chẳng hạn, cùng với tinh thần đấy rồi nhìn thấy những thứ kiểu đá băng đeo đầu, rồi cờ các thứ mình rất là phấn khích. Chỉ có làng Từ Vân là duy trì cái nghề cờ lại và phát huy cái nghề cờ này, mang tính là nó quy mô, tức là đối với hầu như là cờ ở khắp đất nước Việt Nam là đều là xuất xứ từ làng nghề cờ Từ Vân, nó có từ xa xưa rồi. Và đối với thời điểm trước là toàn bộ các thợ thêu cờ là thêu bằng tay, nhưng sau thời gian công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đưa máy móc vào để làm những cái lá cờ, thì cái thứ nhất là nó thêm cái kích thước nó chuẩn chỉ,
Hai nữa là cái kỹ thuật thì nó kỹ thuật công nghệ bằng máy, cho nên là ra những cái lá cờ là nó các kích thước nó rất là chuẩn. Hình ảnh những người thợ ngày ngày bên cạnh những lá cờ như là một niềm say mê, yêu nghề cháy bỏng, muốn mang lá cờ Tổ quốc khắp mọi miền quê hương, đất nước. Đó cũng là tâm tư, nguyện vọng của những người thợ làng Từ Vân khi gửi gắm những lá cờ, là một phần linh hồn, một niềm tự hào của Tổ quốc do chính mình tạo ra.